Tôi đã ngủ với 1003 phụ nữ Tây Ban Nha, 640 người Ý, 231 người Đức, 100 người Pháp và 91 phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi là John Mizuman Ara, một nhà quý tộc Tây Ban Nha thế kỷ 17, nổi tiếng với vô số cuộc phiêu lưu tình ái. Lớn lên trong một gia đình giàu có, tôi sống một cuộc sống xa hoa và dư thừa. Trong những năm đầu đời, tôi nổi tiếng với những bữa tiệc xa hoa và lối sống hoang dã tận hưởng mọi thú vui mà tiền có thể mua được. Khi còn trẻ, tôi đã tận hưởng mọi thú vui xác thịt. Tôi thậm chí còn lập một danh sách những cuộc chinh phục của mình, trong đó bao gồm 1003 phụ nữ Tây Ban Nha, 640 người Ý, 231 người Đức, 100 người Pháp và 91 phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ. Họ là nguồn cảm hứng cho nhân vật quyến rũ hư cấu nổi tiếng John Giovanni. Tuy nhiên, Mọi thứ đã thay đổi sau cái chết của vợ tôi vào năm 1661. Tôi đã thức tỉnh tâm linh một cách sâu sắc. Tôi đã trải qua một cuộc khủng hoảng cá nhân sâu sắc khiến tôi phải đặt câu hỏi về lối sống của mình. Trong một thời gian ngắn, tôi bắt đầu quá trình hoán cải và sám hối thực sự, quyết tâm đền bù những tội lỗi trong quá khứ của mình. Tôi đã cống hiến phần đời còn lại của mình để giúp đỡ những người kém may mắn. Tôi đã tham gia sâu vào các công việc từ thiện, giúp đỡ hỗ trợ người nghèo người bệnh và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội tôi đã thành lập bệnh viện santa caridad nơi trú ẩn và chăm sóc cho những người nghèo khổ bệnh viện này vẫn tồn tại cho đến ngày nay như một minh chứng cho cam kết của tôi đối với những người kém may mắn bất chấp danh tiếng trong quá khứ tôi đã có được danh tiếng mới là một người có lòng nhân ái và đức hạnh lớn lao câu chuyện của tôi chứng minh rằng ngay cả người lăng nhăng khét tiếng nhất cũng có thể thay đổi thói quen của mình nó cho thấy rằng dù chúng ta có đi chạy khỏi con đường đúng đắn bao xa thì cũng không bao giờ là quá muộn để thay đổi và tạo ra tác động tích cực đến thế giới. Tôi đã ngủ với 919 người đàn ông trong 24 giờ. Tên tôi là Lisa Sparks. Tôi là một nữ diễn viên phim người lớn người Mỹ nổi tiếng vì tham gia vào ngành giải trí người lớn. Vào năm 2004, tôi đã gây chú ý khi tuyên bố mình đã lập kỷ lục thế giới về số lượng bạn tình nhiều nhất trong một ngày. Theo tôi, vào năm 2004, trong một hội nghị ở Ba Lan, tôi đã ngủ với 919 người đàn ông trong khoảng thời gian 24 giờ. Tuyên bố của tôi đã thu hút rất nhiều sự chú ý và tranh cãi của giới truyền thông. Nhiều người đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp và đạo đức của hồ sơ như vậy. Sự kiện này chưa được tổ chức uy tín nào chính thức công nhận và sách kỷ lục Guinness thế giới cũng chưa xác nhận hay ủng hộ tuyên bố của tôi. Ngoài ra, còn có các cuộc thảo luận về điều kiện và hậu cần của sự kiện, làm dấy lên lo ngại về sự đồng ý và sức khỏe của những người tham gia bất chấp sự chú ý của giới truyền thông xung quanh sự kiện này tôi vẫn tiếp tục sự nghiệp của mình trong ngành công nghiệp phim người lớn nơi tôi có được lượng người theo dõi khá lớn và làm việc trong nhiều dự án khác nhau